Ngày 23 tháng 6, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an thành phố Hà Tĩnh vừa khởi tố 24 bị can về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 12 bị can và tạm giam 12 bị can. Theo đó, từ năm 2019 đến nay, Phạm Văn Mạnh, 41 tuổi, trú xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, mua các máy tính máy in màu cùng các loại phôi bằng chứng chỉ để làm các loại giấy tờ giả. Sau đó Mạnh đăng bài quảng cáo làm giấy tờ giả và tuyển cộng tác viên, thì Nguyễn Văn Giỏi, 29 tuổi, trú xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, đã liên lạc nhận làm cộng tác viên tìm khách hàng cho Mạnh. Sau khi sản xuất xong giấy tờ giả cho khách hàng, Phạm Văn Minh, 30 tuổi, trú xã Hà Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, có nhiệm vụ đi gửi cho khách theo địa chỉ mà Mạnh cung cấp. Nhóm này đăng bài quảng cáo trên mạng xã hội Facebook làm bằng các loại, nhận làm mới và cấp lại các loại chứng minh nhân dân, căn cước, đăng ký xe, cà vẹt, bằng cấp 3 đến đại học, giấy phép lái xe máy ô tô hạng B2C và tất cả giấy tờ khác, giao hàng toàn quốc, giống 100%, bảo mật với giá 2 triệu đồng. Ban chuyên án đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Văn Giỏi, Phạm Văn Mạnh, Phạm Văn Minh, Nguyễn Thị Hằng, 38 tuổi, trú xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Cơ quan công an thu giữ gần 2.000 con dấu các loại của nhiều cơ quan tổ chức trên cả nước, hơn 1.900 phôi bằng trung học phổ thông, cao đẳng, đại học, chứng chỉ các loại, 4 bộ máy tính, 3 máy in màu, 1 máy khắc dấu cùng nhiều điện thoại di động và nhiều tài khoản ngân hàng các loại. Mở rộng điều tra, cơ quan công an thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Văn Bộ, 36 tuổi, sinh sống tại thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Bộ là người đã bán các loại giấy tờ cho Mạnh. Bộ từng có một tiền án về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Đối tượng này đã đặt mua các loại phôi bằng chứng chỉ, giấy tờ tùy thân các loại ở Trung Quốc. Mở rộng điều tra, cơ quan công an bắt giữ Lê Hồng Tuyến, 33 tuổi, trú tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, cùng 6 đối tượng trong đường dây tại căn hộ ở huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Lê Hồng Tuyến chuyên sản xuất các loại giấy tờ giả, đã nhiều lần liên hệ với Lê Văn Bộ để mua số lượng phôi bằng rất lớn. Công an xác định, từ năm 2021 đến nay, nhóm đối tượng do Lê Hồng Tuyến cầm đầu đã thu lợi bất chính số tiền 14,3 tỷ đồng từ hoạt động sản xuất giấy tờ giả.